Xin chào tất cả các bạn. Trong quá trình dùng phần mềm ZBrush để chúng ta model một bất cứ một cái gì, chúng ta không thể thiếu được những cái kinh nghiệm và những cái vấn đề, tức là mẹo và những cái thủ thuật mà làm cho chúng ta dễ dàng tạo nhanh một cái nhân vật nào đó, hoặc là tạo nhanh một cái đối tượng nào đó mà mình cần, không qua bất cứ một cái điêu khắc nào nó mang tính chất nó kéo dài, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể lấy một cái khối sphere 3D, chúng ta làm bấm T, hoặc chúng ta có thể bấm vào cái Edit này, và sau đó chúng ta bấm vào cái Make Polymesh để chúng ta tạo ra một cái khối điêu khắc, đúng không ạ? Chúng ta có thể bật hoặc tắt cái floor này lên để chúng ta có thể kiểm soát cái quá trình nó nằm ở trong này. Và thêm một bước nữa là chúng ta cần phải có cái mật độ lưới tăng lên, bởi ở cái mật độ lưới cơ bản thì nó rất là nhỏ. Một là chúng ta bấm Ctrl D, và các bạn để ý cái số lưới, mật độ lưới trên này nó là 520.000, là tương đối là vừa, không ạ? Bây giờ ví dụ chúng ta muốn làm cái quả cầu có đầy đủ tất cả những cái lục địa châu lục ở trên này, thì chúng ta có thể dùng cách rất là nhanh, chứ chúng ta không cần phải điêu khắc hoặc là vẽ một cái gì lên trên này cả. Lấy ví dụ như này, các bạn có thể vào cái phần phía dưới cái UV map này. Khi chúng ta thấy có hai cái tùy chọn này nó hiện lên, thì tức là trong lúc chúng ta tạo cái vật này, nó đã cho chúng ta một cái bản đồ UV, tức là cái bản đồ bề mặt đó. Thì chúng ta thể áp dụng tiếp cái bước phía dưới ở bên này, tức là chúng ta vào cái phần Texture Map này. Ở đây tôi có một cái bản đồ họ cho sẵn đây để chúng ta có thể thử nghiệm, không ạ? Chúng ta có thể chọn vào này đó, sau đó chúng ta bấm vào cái Cloud Texture này để cho nó nhảy vào trong đây. Các bạn cần phân biệt giữa cái Texture Map ở đây và cái Texture, cái bề mặt nó nằm ở đây các bạn nhé. Hai cái menu này nó khác nhau, mặc dù là cái tính chất nó gần gần giống nhau, nhưng mà nó là hai cái riêng biệt. Cái phần Texture Map đây nó chỉ là cái bản đồ bề mặt để tạo một cái tạm thời trên này, chứ nó không phải là vĩnh viễn. Ở đây nếu các bạn muốn cho nó thành xuất ra được hoặc vĩnh viễn, thì các bạn phải đưa vào cái phần cái menu Texture nằm đây thì các bạn mới có thể đưa nó được. Và sau đó sau khi nó nhảy qua đây rồi, thì tôi có thể tôi dùng cái kích phải vào đây cũng được các bạn, hoặc là kích trái cũng được. Các bạn bấm vào cái mesh alpha này thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình đen trắng ở đây. Ở đây có hai cái thành phần ở đây, thì các bạn nên để ý kỹ dùm, tức là thứ nhất ở trong alpha này thì phần lớn chúng ta đều thấy cái sắc độ nó là đen trắng, và nó có rất nhiều những sắc độ đen trắng khác nhau để nhằm làm ra những cái vật 3D từ cái sắc độ này các bạn nhé. Nhưng riêng cái texture, tức là cái bề mặt của nó, thì nó là màu sắc các bạn, nó có rất nhiều màu sắc trong này, tức là nó giống như một cái bộ mặt, một cái áo của cái vật đối tượng chúng ta làm đó. Thì sau khi chúng ta đưa thành trở thành alpha này, thì chúng ta về cái phần map, tức là cái mặt nạ, mask skin này, chúng ta kéo xuống dưới. Nếu cái này nó là cái bay pha thì chúng ta bật nó lên, và chúng ta để ở tất cả trên là 100%. Ở đây nó mang tính chất là cái này nó là cái độ mềm giữa cạnh biên của cái mặt nạ, còn cái này là cái độ mờ của mặt nạ, tức là nó sẽ đen khoảng 5% nếu chúng ta để 50, tức là ở cái sắc độ xám đó, cái sắc độ xám của cái mặt nạ thì chúng ta kéo đây, còn cái này cái độ mờ của cái biên. Sau đó chúng ta bấm vào cái tạo mặt nạ theo cái alpha nhé, tức là tạo theo ở đây các bạn này. Bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy lập tức là nó có cái mặt nạ ở đây. Bây giờ mình sẽ có hai cái cách để làm cho cái vật này nó nổi lên theo các châu lục các bạn. Thứ nhất, tôi có thể vào cái phần mu này và tôi kéo vào giữa này. Thì các bạn thấy là nó sẽ kéo lên theo đúng cái mặt nạ chúng ta làm, tức là phần nào nó sắc độ ra sao, lên nào thì nó sẽ tùy thuộc cái sắc độ của cái chuyển đen trắng ở đây các bạn nhé. Cái cách thứ hai, chúng ta bấm Ctrl Z để bỏ lại như cũ này. Và sau đó các bạn vào cái phần trên cái mặt nạ, tức là cái deformation này, và chúng ta vào cái phần inlay, tức là chúng ta bấm ở đây khoảng bao nhiêu là tùy các bạn, 40 nhé, thử xem. Thì 40 nó lên theo cái kiểu này nó hơi bị thấp đúng không ạ? Thì tôi có thể tôi bấm tiếp, bấm Ctrl Z và bấm lại 60. Bấm Enter thì nó sẽ lên này. Thì sau khi các bạn lên được như này rồi á, thì các bạn có thể tắt cái UV map này đi để chúng ta có thể coi được, bởi vì cái UV map này hiện nay nó không phải là cái color, cái màu các bạn nhé.
các bạn sẽ không thể vẽ và cũng không thể thêm màu mè trên này, bởi đây đang được bao phủ bởi cái GP map. Cái map này nó nằm đây và các bạn muốn xóa đi thì các bạn sẽ bấm một cái delete UV này, thì nó sẽ còn lại cái phần bề nổi cho chúng ta, phải không ạ? Thì ở đây chúng ta vẫn còn đang có cái mặt nạ, cho nên chúng ta muốn cho nó nâng lên thì chúng ta cũng có thể tăng lên thêm một chút đó, sau đó chúng ta xóa mặt nạ đi. Và nếu chúng ta muốn trở lại cái UV chúng ta sửa trên này xong rồi, muốn có cả màu, có cả mọi thứ nằm trên này á, thì các bạn lại mở cái phần tạo cái UV map, hoặc là các bạn vào cái phần texture này, các bạn bật cái này lên, hoặc là tô màu ở đây, hoặc là chúng ta giữ nguyên cái UV map ở đây các bạn nhé. Bật tức là bấm vào cái khởi tạo UV sphere này. Ở đây nó báo chúng ta là phải tắt cái độ xóa cái subdivision, tức là các level, các cấp độ đó. Sau đó chúng ta xuống phía dưới này vào cái UV map và chúng ta sẽ bấm vào cái UV sphere này, thì các bạn sẽ thấy lại cái hình ảnh của cái quả cầu. Chúng ta xóa cái này thì các bạn sẽ thấy lại cái này, phải không ạ? À, như vậy là chúng ta đã có được một cái mẹo, tức là làm một cái phủ điêu, làm một cái vừa màu sắc mà vừa có cái tính chất đắp nổi ở trên một cái đối tượng theo cái map này các bạn nhé. Và chúng ta muốn thử thực tập lại, chúng ta thể kéo cái ở phía dưới này về cái những cái bước cái undo, phải không ạ? Ví dụ chúng ta bấm Ctrl Z hoặc kéo trên này, nó sẽ trở lại cho chúng ta những cái bước trước chúng ta làm. Ví dụ 520, ví dụ ở cái mật độ này tôi muốn cho nó tăng thêm cái độ phân giải nó, thì tôi bấm Ctrl D này. Ở đây nó lên tới 2 triệu, tôi có thể bấm thêm nữa thì sẽ lên mấy nhá. Là 8 triệu tôi hơi cao quá, tôi có thể bỏ nó xuống. Đây các bạn bấm subdivision này xuống 5, cỡ 2 triệu là được rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ vào cái map, cái mask. Masking là cái làm mặt nạ đó, phía trên cái đây, và chúng ta bấm cái mix by alpha, chúng ta sẽ dùng cái này chúng ta đưa nó lên và các bạn sẽ có được một cái màu và cái độ vừa màu sắc. Cái này nó giúp ích cho chúng ta khi chúng ta in 3D màu các bạn nhé. Nếu chúng ta có cái màu sắc in được trên 3D, trên cái máy in 3D thì chúng ta sẽ làm theo cách này. Nó sẽ cho chúng ta cả màu sắc và cái độ cao thấp của cái đắp nổi nằm trên cái khối 3D. Vậy bài ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn tại đây và chúc các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.